Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đánh Đưa Đen. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với dự án Aron Trend. Tham gia dự án Aron hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn kết nối ví MetaMask chúng ta với nền tảng và các bạn nút Verify nhé. Sau đó thì các bạn được dẫn vào giao diện về bên trong ở đây thì các bạn sẽ làm các cái nhiệm vụ này cho mình. Chúng ta sẽ nhiệm vụ đầu tiên để nhận điểm này. Các bạn sẽ follow để chúng ta vào Luis follow kênh Aron Trend này. Rồi subscribe kênh channel này. Tiếp theo này. Join kênh Telegram này. Hoàn thành phần captcha. Rồi tiếp theo chúng ta đến với nhiệm vụ Night Tweet. Tiếp bài đăng này. Rồi các bạn có thể back ra trở lại phía bên này. Chúng ta đến với nhiệm vụ tiếp theo. Xem nào. À có nút claim ở đây, xin lỗi anh em. Có nút claim ở đây, các bạn phải claim trước rồi mới back. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ. Bạn đã trở thành một room manager trên X. Bây giờ bạn ok, chúng ta continue. 9x cấp quyền ứng dụng này. Đây là cái bước ta liên kết tài khoản nhé. Rồi con tin này. Không thấy nhận luôn cái này nhỉ. Để mình làm xem nào. Rồi bây giờ thì add cái Aron Trend Bank vào trong cái profile ở trên X này, chúng ta vào Lucid. Đây các bạn add tương tự mình như thế này được nhé. Rồi. Tít một cái bài đăng có thể test này, thẻ test hai cái thẻ test. Thiếu. Ok, được rồi, chúng ta nút đăng. Tiếp theo chúng ta sang phía bên này, chúng ta do this xem là có được không. Mình hy vọng là được. Đây mình đi nó lại trang này xem nào. Liên kết xong rồi mà không nhận. Này như bị lỗi. Cái này có thể bị lỗi cái test này, chúng ta tính sau, chúng ta làm sau này. Ở đây có cái test là làm chủ một nốt, cái này là mua lốt thì thực ra thì nó chưa bán, và ngoài ra thì mình không khuyến khích anh em mua lốt, anh em chỉ làm những cái test trên thôi. Ở đây còn test daily nữa, chúng ta test daily thì các bạn vào đây, chúng ta vào đây check in là được này. Ngày đầu tiên các bạn check in nhận được 10 point và những ngày sau thì các bạn sẽ được tăng dần. Rồi tiếp theo các bạn vào đây check booster, chúng ta vào process ninh cái tài khoản này. Thì ở đây mình sẽ xem. Tít bài đăng, bình luận, ấn thẻ. Hoàn thành tối thiểu một hoạt động bắt buộc trên đích hàng ngày. Cái này thì mình thử một cái cho anh em xem như cái bài đăng mình vừa làm nhé. Ví dụ như cái này mình vừa làm này. Mình dán vào đây và mình sẽ ấn vào add này. Ồ, nó là 10 bài chứ một bài. Đấy thì các bạn đủ 10 bài các bạn vary là được cái nhiệm vụ này nhé. Này botter thôi, cái này các bạn làm được thì nào. Đấy, quan trọng cái nhiệm vụ này mà nó chưa nhận. Đấy, còn những nhiệm vụ khác thì các bạn tiếp tục làm. Ở đây có phần Raffle, nơi đây thì các bạn có thể giới thiệu đến người dùng khác, các bạn sẽ nhận được 10% point nhé. Ngoài ra thì còn có cả cái phần thưởng về lốt nữa anh em. Sau mua lốt thì những anh em giới thiệu thì có thể là sẽ có cơ hội nhận được cái phần thưởng liên quan đến lốt. Nhưng mà thực sự là mình không khuyến khích em mua lốt, bởi vì là mua lốt thời điểm hiện tại là không tốt anh em nhé. Mua lốt thì hiện tại nó rất là nhiều cái dự án nó bán cam ấy. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Aron Trend. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn ở video tiếp theo.